Bộ Công an cho biết, trong mấy ngày đầu diễn ra vòng chung kết Euro 2012, gần 80% các trang web tổ chức cá độ trong khu vực Đông Nam Á bị chặn triệt để tại Việt Nam. Vì vậy, lượng người tham gia cá độ trên mạng giảm mạnh. Mặc dù các nhà cái tổ chức cá độ đối phó bằng cách liên tục mở thêm các tên miền và địa chỉ IP mới, nhưng nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các nhà mạng, lực lượng công an đã có giải pháp ngăn chặn kịp thời. Khoảng 80% số trang web phát sinh bị ngăn chặn ngay lập tức. Lượng người tham gia cá độ giảm tới 70% so với ngày thường. Bộ Công an cũng cảnh báo, với sự phối hợp tích cực của các nhà mạng, chỉ cần ngồi tại trụ sở, cơ quan công an cũng xác định được tất cả các IP tham gia cá độ bóng đá và truy nguyên ra đối tượng cá độ bóng đá. Tuy nhiên, dù làm rõ được nội dung cá độ nhưng chế tài có thể áp dụng sẽ chỉ là xử phạt hành chính và thông báo về cơ quan. Do pháp luật chưa có quy định về quy trình thu thập chứng cứ điện tử nên cơ quan công an không thể truy cứu trách nhiệm hình sự. Quy định này sẽ được điều chỉnh bổ sung trong thời gian gần đây. Bộ Công an cũng khẳng định sự phối hợp chặt chẽ với các nhà mạng trong việc kiểm soát các trang web cá độ bóng đá sẽ được duy trì liên tục và thường xuyên. Hiện một số đường dây tổ chức cá độ xuyên quốc gia tại Việt Nam đã bị nhận diện và sẽ bị đưa ra xử lý trong những ngày sắp tới.